Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt một đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Kiên Giang truy nã đặc biệt về tội giết người. Đối tượng bị bắt giữ là Trần Thị Huyền, sinh năm 1965, trú ở huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Đây là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Kiên Giang truy nã đặc biệt về tội giết người từ năm 2002. Theo nội dung vụ án, vào khoảng 19 giờ ngày 13 tháng 2 năm 2002, Huyền có đi đánh bạc và bị chồng là Ngô Quang Thanh bắt về nhà. Sau đó ông Thanh có đánh và chửi Huyền rồi bỏ vào phòng ngủ. Do bực tức nên Huyền có mang theo một ca có chứa axit vào phòng ngủ và tạt vào mặt của chồng mình rồi bỏ chạy ra ngoài đường quốc lộ. Sau khi biết ông Thanh đã tử vong, Huyền đã bỏ trốn đến nhiều tỉnh thành. Sau đó Huyền đã bị một tổ công tác của Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện bắt giữ khi đang lẩn trốn ở xã Krông Nô, Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Hiện Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk đã bàn giao đối tượng Huyền cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Kiên Giang xử lý theo quy định của pháp luật.